Sáng nay, bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam VNUA lần đầu tiên công bố kết quả bảng xếp hạng 100 trường đại học top đầu. Theo đó, thì Bình Dương có hai trường có tên trong top 100 là trường đại học Thủ Dầu 1 xếp thứ 15 và trường đại học Việt Đức xếp thứ 41. Kết quả này cho thấy rằng giáo dục bậc đại học của tỉnh đang có sự nâng tầm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu cung ứng nhân lực xây dựng phát triển tỉnh. Đây là kết quả được công bố sau hơn 2 năm nỗ lực làm việc trong khuôn khổ hoạt động của Tổ chức Phi lợi nhuận VNUA. VNUA tiến hành việc xếp hạng các trường đại học thông qua thu thập và xử lý số liệu theo 6 tiêu chuẩn, gồm chất lượng được công nhận, dạy học, công bố bài báo khoa học, nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế, chất lượng người học, cơ sở vật chất. Chi tiết hóa các tiêu chuẩn này là 17 tiêu chí đảm bảo độ tin cậy cao đối với người dân, doanh nghiệp và chính phủ. Đặc biệt, đối với những thí sinh chuẩn bị bước vào đợt xét tuyển đại học năm 2023, bảng xếp hạng cung cấp những thông tin hữu ích cho việc đưa ra quyết định chọn ngành, trường. Có 191 trường đại học trong cả nước hội đủ các tiêu chí xếp hạng của VNUA.